Mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ và một clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 21 tháng 12. Đến clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Đặc biệt hôm nay là có rất là nhiều sản phẩm hot nha, để gửi đến cả nhà mình. Xem được đừng tiếc cho em xin một like rồi đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn làm động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay chiều tối ngày hôm nay là có hai cái cặp bằng ủ full đồng cực kỳ đẹp nha. Bên cạnh đó là có một bộ tam thanh nè, rồi có đạt ma sư tổ, có gồng nữa nha. Rất là nhiều sản phẩm đẹp mà mình không thể bỏ qua ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cặp bằng ủ full đồng nha, năm con gồng. Năm nay là năm con gồng ha, và đây được xem là một cặp bằng ủ cực kỳ đẹp, tất cả đều full đồng hết luôn nha, cả cán bằng đồng, cả bên con gà cũng bằng đồng, cán bằng đồng cực kỳ ít gặp nha. Năm 1908, đặc biệt hai bên là có hai con gồng nổi. Năm sau này cũng là năm con gồng. Sưu tầm hai cái cặp này về rồi cực kỳ đẹp ha. Tổng trọng lượng là của này khoảng là 16 kg nha cả nhà mình nha, 16 kg, và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 24 cm, và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 26 nha. Chất liệu bằng đồng cực kỳ đẹp, đây cả nhà mình xem đây đó, 1908. Ở trong thì chưa có vệ sinh gì lại hết ha, một cặp bao gồm một con trống một con mái như thế này. Đây là con trống ha, bên đây là con mái, hai bên là hai gồng nổi cực kỳ đẹp của ngày hôm nay. Năm nay cũng là năm con gồng luôn, một cặp này nữa là thôi cực kỳ đẹp ha. Có giá giao lưu cả nhà mình là 7,5 triệu nha, 7,5 triệu cho một cặp như thế này đó, siêu phẩm của ngày hôm nay cực kỳ đẹp, cặp bằng ủ full đồng đó, cả nhà mình xem ha, một cặp có trống có mái luôn nha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Mã số 2 thì giới thiệu với cả nhà mình cũng là một cặp full đồng luôn, nhưng mà cặp này là có hình là 1882, có hình là con gà đó. Đây một cặp này là mã số đó, cặp này là mã số 2 có trong video ngày hôm nay đó. Cặp này thì tổng trọng lượng là khoảng 10-15 kg, chất liệu bằng đồng, tất cả đều bằng đồng hết. Đây cả nhà mình cũng xem ha, cực kỳ đẹp nha. Hai bên là có hình ảnh là hai con gà. Đó đây cả nhà mình xem. Hai con gà nổi nha. Bàn ủi con gà. Năm 1882, đặc biệt là bên là có hình ảnh hai con gà nổi luôn. Đây con gà ở trên đây. Ở hai bên ha. Một bên có 12 lỗ, hai bên 24 lỗ. Năm 1882 thì một cặp này mã số 2 trong video ngày hôm nay. Cũng một con trống một con mái luôn. Vệ sinh phía ngoài thôi, trong là còn giữ nguyên nha. 1882 ha. Trên đây cả trên con gà đều có đóng luôn nha. Đây. 1882 trên con gà cũng có đóng luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Và cặp này thì mã số 2 ngày hôm nay cũng là full đồng luôn. Thì có giá giao lưu với cả nhà mình. Cũng là 7,5 triệu cho một cặp. Bao gồm một con trống một con mái. Đây cái này mình xem ha, đây con trống nè, con mái 1882, cán tất cả đều bằng đồng hết, cực kỳ ít gặp nha. Con cán bằng đồng luôn thì rất ít gặp ha. Và cũng có giá giao lưu cả nhà mình 7,5 triệu nha, 7,5 triệu ha cho một cặp bàn ủi như thế này. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 thì bên em cũng hôm qua là cũng giao một số rồi, hôm nay cũng còn một số, còn rất là nhiều tờ hay đô mạ vàng năm con gồng nha. Năm sau ha, năm tới của mình là năm con gồng, thì hôm nay thì bên em cũng còn rất là nhiều tờ để gửi đến cả nhà ha. Cả nhà cần bao nhiêu số lượng bao nhiêu thì báo em nha. Hai đô mạ vàng năm con gồng, hai đô thật ha, được mạ vàng con gồng lên, giấy chứng nhận bao da đỏ phía ngoài nữa, kèm theo phía ngoài là một cái phong bì lì xì như thế này. Thì mỗi một bộ như vậy á, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu nha. Nếu mà số lượng nhiều thì bên em sẽ có giá ưu đãi cho mình ha, 150 một bộ. Nếu mà nhiều á thì bên em sẽ giảm cho mình ha. Đây là mã số 3 trong video hôm nay, hai đô mạ vàng năm con gồng đó. Đây là mã số 3 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 4 của ngày hôm nay thì còn được một tác phẩm nha. Đó, mã số 4 là còn được một tác phẩm
chú bé thổi kèn chất liệu tượng đồng châu Âu, mã số số 4 trong video hôm nay. Thì tượng này tổng trọng lượng khoảng 6 kg, rồi chiều cao tổng thể là 38, rồi bề ngang là 7 cm, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này đó, là 2,5 triệu, tượng đồng châu Âu chú bé thổi kèn. Đây là mã số 4 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một tượng Phật Di Đà. Đây là một tượng Phật Di Đà chất liệu bằng đồng. Tượng Di Đà tổng trọng lượng khoảng 4 kg, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 37, bề ngang của tượng Di Đà là khoảng 10-17 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, cực kỳ đẹp nha. Ở và một tượng như thế này thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2,8 triệu, chất liệu bằng đồng xưa ha, rất là đẹp. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đó, đây là mẫu số 5 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 6 của ngày hôm nay thì còn được một tượng Quan Công. Đó, mẫu số 6 Quan Công được rồi, Quan Công được giác vàng, giác bạc và giác đồng đỏ trên đây ha. Tượng này cực kỳ to nha, tổng trọng lượng khoảng 8 kg cho một tượng như thế này. Tượng này thì rất là đẹp. Đây mặt sau đây của tượng, một số chỗ vàng là được giác vàng lên nha, giác vàng và giác đồng đỏ lên đây ha. Đây là mẫu số 6 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu với cả nhà mình trong video buổi chiều tối ngày hôm nay. Và tượng này chiều cao tới tượng là tầm khoảng là 45, và tới đao là có khoảng 51, bề ngang là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Rồi tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình 4,5 triệu cho mẫu số 6 của ngày hôm nay. Và mẫu số 7 thì bên em hôm nay em có được một bộ 3 tượng nha, một bộ Tam Thanh. Đó, một bộ Tam Thanh giác vàng. Đó, cả nhà mình xem ha, bộ này rất là đẹp nha. Bộ này thì bao gồm có 3 tượng. Đây, em cố gắng để hết lên trên đây quay cho mình xem ha. Đồng giác vàng. Đó, một bộ. Bộ này thì cực kỳ đẹp. Đồng giác vàng. Bộ này thì tổng trọng lượng là khoảng 22 kg. Đó, chất liệu bằng đồng nhưng mà được giác vàng lên đây, một bộ ba ông nha, một bộ Tam Thanh. Một số chỗ vàng là được giác vàng lên nha cả nhà ha, nên giá trị sưu tầm rất là cao nha. Một bộ này thì chiều cao tổng thể của mỗi tượng á tầm có khoảng là 37, bề ngang mỗi tượng tầm khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng giác vàng, rất là đẹp. Một bộ ba ông ha, thì một bộ như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 14 triệu đồng nha. Đồng giác vàng cực kỳ đẹp, một những sản phẩm rất là hay mà bên đồ cổ Cần Thơ em vừa sưu tầm được thì gửi đến cả nhà mình ha. 14 triệu đồng cho mã số 7 của ngày hôm nay. Rồi để em lấy ba tượng này xuống ha. Rồi tiếp theo mã số 9 nha. Con rồng là mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay là một con rồng ha, một con rồng nhả ra một quả trâu màu xanh, và tổng trọng lượng là khoảng 9,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng 35, bề ngang là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và một con rồng nhả trâu như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, rồng nhả trâu có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,9 triệu cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10 của ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng Đạt Ma Cỡ Mây. Đó, đây là một tượng Đạt Ma Cỡ Mây chất liệu bằng đồng xưa cho mã số 10 trong video ngày hôm nay. Đây là tượng ảnh tượng Đạt Ma ha, có tổng trọng lượng là khoảng 7 kg, chất liệu bằng đồng. Và chiều cao của tượng là rơi vào khoảng là gần 50 cm, bề ngang của tượng là có khoảng là 15. Đó, và tượng này mã số 10 trong video hôm nay. Và tượng này thì tại cái bàn cân nó hơi gập gình như thế nào ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng Đạt Ma Cỡ Mây như thế này là 3,9 triệu. Đạt Ma cỡ sóng chứ, đây là ngọn sóng ha, chất liệu bằng đồng rất là dày nha, rất là nặng. Ông đang quẩy cái hồ lô, đây là giống như cái cây bút. Rồi
Đây là mã số 10 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay. Còn được một con rồng. Đó, rồng ôm quả cầu ha. Mã số 11. Mã số 11 thì tổng trọng lượng là khoảng là 10 kg. Con rồng xuất từ bằng đồng. Và bề ngang tổng thể là có khoảng là 38, chiều cao tổng thể là 30, chất liệu bằng đồng. Và con rồng ôm quả đi cầu của ngày hôm nay có giấy giao lưu cả nhà 3,5 triệu. Là mã số 11. Mã số 11 có trong video hôm nay. Đây là mã số 10, 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là tượng Di Lạc. 12 là tượng Di Lạc, Di Lạc cởi cá chép chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 6,2 kg. Chiều cao tổng thể là 45. Bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Và mã số 12 có giá giao lưu với cả nhà mình. Mã số 12, Di Lạc cởi cá chép như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,6 triệu cho một tác phẩm Di Lạc rất là to, Di Lạc cởi cá chép mã số 12. Và mã số 13. 13 ngày hôm nay. Đó, còn được một tượng Địa Tạng rất là to, rất là nặng. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 10 17 kg cho tượng như thế này. Rất là to, rất là nặng nha cả nhà mình ha. Khoảng 17 kg nha. Chất liệu bằng đồng. Và chiều cao đo tới hào quang là 49 cm. Đó, bề ngang của tượng là tầm khoảng là 26, chất liệu bằng đồng cũ, rất là đẹp. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình, một tượng như thế này là 4,8 triệu cho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát của ngày hôm nay. Ở đây là mã số 10, 13 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và mã số 14 cũng là mã số cuối cùng nha. Hôm nay còn được một tượng Bát Mã. Đó, một tượng Bát Mã, mã đáo thành công. 8 con ngựa đang phi nước đại về trước ha. Tổng trọng lượng khoảng 13 kg cho tác phẩm này. Và tác phẩm này có chiều dài tổng thể là có khoảng là 47 cm. Rồi chiều cao là 27, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng Bát Mã như thế này. Rồi một tượng Bát Mã như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 5,5 triệu. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.